Chuyện ăn nhậu thì đâu đâu cũng có, như mọi màn thì khác đó. Bạn ơi, tùy tính thằng tùy sở thích ở mọi nơi. Chân miền Tây tôi đi nhà lá giường nhưng cũng chơi cho tới bến. Vô đây đây xin mời anh em ăn thử món cá chiên chiên xa tôm lừng. Còn món này là cá chèm trứng tường, phải cuốn rau thơm dây lá thịt chung vào. Nếu có cá chút gà nước cay dễ thì có cá vị cá đôi chiên giòn, tỏi ớt hành tây cổ ngọt chút chút đường ấp sắc tìm giàu mùi vị mới mới đi. Chưa chưa đâu còn nhiều món chẹo lẩu mắm mặn trùng các loại cao đồng khô sặc khô khoai khô núi mà trộn xôi. Món cá làm mồi thì nhậu đã không thôi, nào nào chúng ta nâng ly một cái cơm nước mực xào của gạch xứ này. Hải sáng mắt giàu còn sống còn tươi, lẩu thái chua cay lâu phải nước dừa. Tiệc nhậu miền Tây không cao lương mỹ gì, nhờ có mấy nhiều tự bắt tự trồng như món yêu xào xả tới nước hành. Vừa gắt chế làm lại chế biến nó nhanh. Sở thích miền Tây khoái mồi ngon uống rượu, uống lấy bến tre Cà Mau chuối hồng, tôm rốt An Giang vụ sen đồng tháp. Ai thích thích loại nào tôi đã mướn ngày luôn. Còn nói về bia dù không khoái ru mình, nhưng khói hợp mồi tôi tin cũng ok. Và bạn anh em uống hết chai đến này, mình đổi bia giấy mồi coi như lập tăng hai. Mỗi đứa một que tôi ra vô cạn coi nào. Mâm ba kia ăn chào dừa chua chua dừa cay dừa mặn, hào sống thì Bồ Tát cái sẵn. Còn nếu như anh dùng món thịt sẵn sau nhà bày gà với vịt, tiết canh hành luộc xả nước trao, nhức nước gì chiến tám xào tứ lộn, uống rượu hay bia chọn mọi phái hợp. Đừng quên nước chấm, như cá nướng thì phải có mắm tiêm. Dù cho thịt cá ơi trời, nhưng không bằng tình nghĩa mà đầy quên. Có khi trái ôi mà trái sồi, quý mến thật lòng tình cảm mới hăng qua.